các bạn nào. Chào. Đứng quay lại. Đẹp cực kỳ luôn. Đây, công lũng đây nha. Công lũng mường hoa đây, gặt hết lúa rồi. Xe là bọn Tây đã bảo rồi là phải đi đầu tháng 9. Bắt đầu quá quá một tí. Quá cái là nó gặt hết. Nó quay xong rồi. Hơi bị đẹp luôn nè. Nhưng mà nó nghiên cứu rồi. Đúng không? Đấy, thì mặc quần áo mưa. Nào, thử ra cầm quay đi, xin chào tất cả các bạn nhé. Này, quay tiếp nha, đang quay đấy. Đây là cảnh rất là đẹp luôn. Sao ông quay ông mặc, đang mặc quần áo mưa? Ở trên này rất là mưa luôn. Vừa nãy mình vừa thấy đã ra ngoài trời mưa ngay đâu mà sợ. Ôi là mưa. Yên tâm cái mặt của bạn. Đây quay thùng lũng của nó này. Xin chào tất cả các bạn này. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Pet Pet Boy. Xin chào nè. Đấy thùng lũng này đấy. Người ta gạt hết nè. Điên. Gặp hết xong là râu dại con đốt, điên đốt hết. Con điên. Nói tiền đấy. Best boy. Nói đưa bố xem nào. Đi ra đây hơi bị là thích. Cào tí tí tí.